hàng trăm lính Ukraine thiệt mạng ở Kharkov, Donetsk. Khoảnh khắc Nga rải thảm đạn pháo lên ngôi làng Ukraine Pháo thủ Nga hạ khí tài Mỹ viện trợ Ukraine ở khoảng cách 28 km Lực lượng Israel sang bằng trại tị nạn Jabalia tăng cường không kích Rafah Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Cập nhật chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine và ngăn chặn ba đợt phản công của Ukraine gần thành phố Vodran và làng satarysta tỉnh Kharkov, theo hãng thông tấn tách. Theo Bộ, tổn thất của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov trong ngày 21 tháng 5 lên tới 245 lính, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, nhiều hệ thống pháo bao gồm 3 hệ thống 2S3, Akashia, 1 pháo D-20. Ở hướng thành phố Kupyang, tỉnh Kharkov, quân Nga chiếm được nhiều vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho nhiều lữ đoàn Ukraine ở các khu định cư Novosadovoye và Ivanovka, tỉnh Donetsk và Nefkoje, tỉnh Luhansk. Cạnh đó, quân Nga cũng ngăn chặn sáu cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư Stelmakovka và Chevonaza, Dibrova, tỉnh Luhansk, và Gigogrovka, tỉnh Donetsk. Trong ngày qua, ở hướng này, Ukraine mất 425 lính, một xe tăng, hai xe bọc thép giữa quân, 6 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo. Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở tỉnh Donetsk, quân Ukraine đã mất hơn 320 lính và một kho đạn khi quân Nga tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Rostyantinivska, Rostdolivka và Chasovya. Riêng ở hướng thành phố FDFK, tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã ngăn chặn 7 cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực này, khiến Ukraine mất 420 người, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo. Thưa quý vị, lực lượng Nga khai hỏa đạn pháo không ngừng nghỉ lên làng Belogorodka tại miền đông Ukraine trước khi tuyên bố kiểm soát mục tiêu này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cánh quân Nam đã kiểm soát hoàn toàn làng Belogorodka ở tỉnh Lugan, mục tiêu mà Ukraine tái kiểm soát trong chiến dịch phản công chức nhoáng hồi tháng 9 năm 2022. Kiev chưa bình luận trực tiếp về thông tin, song cùng ngày nói giao tranh vẫn đang diễn ra xung quanh khu vực này. Theo trang Avia Pro của Nga đăng video cuộc tập kích của pháo binh vào làng Belogorovka trước khi lực lượng này chiếm được ngôi làng. Video cho thấy quân đội Nga khai hỏa hàng trăm quả đạn vào các vị trí của binh sĩ Ukraine chỉ trong vòng vài phút, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn liên tiếp làm rực sáng cả khu vực. Avia Pro viết thêm rằng quân đội Ukraine đã phải rút lui do hứng chịu tổn thất lớn. Chiến dịch tấn công Belogorodka bắt đầu bằng một đợt oanh tạc quy mô lớn gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng và các cứ điểm phòng thủ của đối phương. Các đoàn tập kích bằng không quân và pháo binh đóng vai trò quyết định tạo điều kiện để lực lượng Nga nhanh chóng tiến lên và chiếm các vị trí then chốt trong làng. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine nhận định lực lượng Nga đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và pháo nhiệt áp TOS-1A để rải thảm hỏa lực vào làng Belogorodka. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tập kích của nhóm pháo thủ nước này nhằm vào khí tài quân sự Ukraine xảy ra tại khu vực sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson. Hãng tin tác dẫn một đoạn trong thông cáo viết, trong khi tiến hành hoạt động phản pháo thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt, đơn vị pháo binh dù trong cộng quân Dnipro đã phá hủy lựu pháo M777 của lực lượng vũ trang Ukraine và một kho đạn giả chiến nằm ở lưu vực bên kia sông Dnipro của tỉnh Kherson. Các lính dù Nga đã khai hỏa pháo 2A36 ở vị trí cách đối phương 28 km. Thông cáo viết thêm, Việc phát hiện vị trí khí tài đối phương và điều hướng tọa độ cho pháo binh đã được UAV trinh sát Gia La thực hiện. Sau khi khai hỏa, kiếp pháo thủ Nga nhanh chóng phủ lớp ngụy trang lên khí tài trước khi rời vị trí khai hỏa. Theo tác, khí tài 2A36 được nhóm pháo thủ Nga sử dụng trong đoạn video trên là lựu pháo được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ giữa thập niên 1970, pháo có khối lượng 9,76 tấn, chiều dài khi hành quân là 12,92 m, và khi tác chiến là 12,3m, khả năng nâng gốc nòng của 2A36 nằm trong khoảng từ âm 2 đến 57 độ và kiếp chiến đấu có 8 binh sĩ tầm bắn tối đa của 2A36 có thể lên tới 40km. Sau những thành tích đột phá ban đầu và thành công về mặt chiến lược chiến thuật, quân đội Nga bắt đầu phải đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng từ lực lượng vũ trang Ukraine, dẫn đến tốc độ tiến công của quân đội Nga bị chậm lại. Điều này được Ukraine mong đợi bởi họ có thời gian để tập hợp quân và củng cố các vị trí phòng thủ của mình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga vẫn có những bước tiến trên mặt trận. Tại khu vực Bojansky, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi các lực lượng Ukraine về phía Nam và Tây Nam một cách có hệ thống khỏi các vị trí cũ của họ. Các lực lượng vũ trang Nga đang đạt được thành công trên mặt trận, bất chấp những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Ukraine trong việc ngăn cản các kế hoạch này, đã tiếng mạnh mẽ của các đơn vị Nga đã buộc lực lượng Ukraine phải rút lui rời khỏi các vị trí kiên cố. Điều này cho thấy sự hiệu quả trong các hoạt động của Nga. Tại Leipzig, quân Nga cũng đạt được những thắng lợi đáng kể. Pháo binh tầm xa đang tích cực tấn công nhằm vào các kênh tiếp tế của các nhóm lực lượng Ukraine ở Kharkov. Điều này khiến lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong việc củng cố các vị trí quân sự. Nhóm phía Bắc Nga đã mở ra một hướng đi mới tại khu vực Zelensky, nằm giữa khu vực Volchansky và Lipsevsky của mặt trận. Điều này gây thêm áp lực lên lực lượng vũ trang Ukraine, buộc họ phải ứng phó với các mối đe dọa mới và điều chuyển lực lượng từ các khu vực khác của mặt trận. Sau đã tiến nhanh trong những ngày đầu, tốc độ tấn công của quân đội Ukraine đã chậm lại nhưng không phải là dấu hiệu về sự thất bại của chiến dịch. Ngược lại, điều này cho thấy một cách tiếp cận có chủ đích của Bộ Chỉ huy Nga tính đến nhu cầu tích lũy lực lượng và chuẩn bị cho giai đoạn chính của chiến sự. Cùng thời điểm này, các binh sĩ đặc nhiệm Ukraine ngồi trên một phương tiện chiến thuật hàng nhẹ di chuyển dọc theo con đường đất và liên tục né tránh hỏa lực dữ dội từ súng cối của Nga. Theo tờ Business Insider, đoạn video được Trung đoàn Kraken, một đơn vị đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, công bố trên Telegram kèm theo chú thích di chuyển trong điều kiện khó khăn dưới hỏa lực liên tục của pháo binh đối phương, trung đoàn Kraken chịu trách nhiệm về nhân sự và hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị ở gia Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận đoạn video được quay ở gia thị trấn chiến lược ở tỉnh miền đông Donetsk, đã bị các lực lượng Nga tấn công không ngừng trong những tháng gần đây. Theo tờ Washington Post, trung đoàn Kraken là lực lượng tình nguyện được các cựu chiến binh lữ đoàn Azov thành lập khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ Tên và phù hiệu của trung đoàn này được lấy cảm hứng từ loài quái vật biển huyền thoại Kraken. Còn theo Military, chiếc xe di chuyển trong video là Cobra 2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, Otoka. Nhà sản xuất Cobra 2 mô tả đây là thiết giáp chiến thuật bánh lốp 4x4. Cobra 2 được thiết kế dạng mô có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật vượt trội cho phép chiếc xe di chuyển dễ dàng trên các địa hình gồ ghề. Ngoài ra, chiếc xe còn có khả năng chống mình và chống đạn hiệu quả cao. Vượt qua, Tổng thống Zelensky cho rằng NATO nên tham gia xung đột với vai trò lực lượng phòng thủ. Điều này cho phép quân đội Ukraine có thêm nguồn lực trên tiền tuyến. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO nên trực tiếp tham chiếm và đảm nhận vai trò lực lượng phòng không, ngăn chặn các đợt không kích của Nga, đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho phép quân đội Ukraine có thêm lợi thế trên chiến trường. Phát biểu trên của ông Zelensky được đưa ra vào đúng ngày cuối cùng trên nhiệm kỳ tổng thống của ông hôm 20 tháng 5. Tuy nhiên, do xung đột với Nga, quá trình bầu cử đã bị tạm hoãn. Cũng theo ông Zelensky, NATO hoàn toàn có thể đánh chặn tên lửa Nga trên bầu trời Kiev và cho rằng đồng minh phương Tây đang quá sợ hãi trước những lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Tổng thống Ukraine cho rằng việc NATO đảm nhận vai trò lực lượng phòng không ở Kiev không tạo ra mối đe dọa trực tiếp nào đến máy bay Nga hay phi cầu Nga, càng không thể đẩy các nước NATO vào một cuộc chiến với Moscow. Ông Zelensky cũng nhắc lại việc Mỹ và Anh hỗ trợ Israel ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa của Iran vào tháng 4 vừa qua, mặc dù NATO có nhiều lần lên tiếng rằng hai tình huống này hoàn toàn khác nhau. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, chánh văn phòng Tổng thống Iran tiết lộ thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ibrahim Raisi thiệt mạng. Ông Golam Hossein Esmeli, chánh văn phòng Tổng thống Iran, cho biết điều kiện thời tiết ở vùng Vazagwan của Iran rất tốt khi trực thăng chở Tổng thống Raisi bắt đầu khởi hành. Một ngày trước đó, các chuyến bay cũng diễn ra bình thường. Chánh văn phòng Tổng thống Golam Hossein Esmeli là người có mặt trên một trong ba chiếc trực thăng trở về sau lễ khánh thành đập ở biên giới Iran với Cộng hòa Azerbaijan. Ông cho biết các trực thăng đã cất cánh vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương ngày 19 tháng 5 trong điều kiện thời tiết ở khu vực bình thường. Sau 45 phút bay, phi công trực thăng chở Tổng thống Raisi ra lệnh cho các trực thăng khác tăng độ cao để tránh đám bay gần đó. Tuy nhiên, chiếc trực thăng của Tổng thống đang bay giữa hai chiếc khác thì bất ngờ biến mất. Theo chánh văn phòng Golam Hossein Esmeli, trực thăng chở ông đã nhiều lần cố gắng liên lạc với trực thăng chở tổng thống. Thông qua thiết bị vô tuyến, trực thăng này vẫn tiếp tục bay và sau đó đáp xuống một bỏ đồng gần đó. Ông Golam Hossein Esmeli cũng cho biết, Ngoại trưởng Amir Rafdolahian và người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống đã không trả lời các cuộc gọi. Tuy nhiên, quan chức này cho biết phi công của hai chiếc trực thăng còn lại đã liên lạc với cơ trưởng Favi người phụ trách trực thăng của Tổng thống. Nhưng người nhận cuộc gọi là giáo sĩ Mohamed Ali Ali Vị giáo sĩ này cho biết tình hình không ổn, cho biết trực thăng đã rơi xuống một thung lũng. Vừa qua, lực lượng Israel đang tấn công và phá hủy các khu dân cư tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza vào thứ Ba bằng các cuộc anh tạc bằng xe tăng và máy bay, đồng thời gia tăng không kích thành phố Rafah ở phía nam. Các cuộc tấn công đồng loạt của Israel ở cả phía Bắc và phía Nam giải Gaza trong tháng này đã gây ra một cuộc di cư mới của hàng trăm nghìn người dân Palestine làm giảm nguồn viện trợ và tăng nguy cơ nạn đói. Tại Jabalia, một trại tị nạn rộng lớn được xây dựng cho dân thường di tản cách đây 75 năm, quân đội Israel đã sử dụng máy ủi để dọn sạch các cửa hàng và tài sản gần chợ địa phương. Israel cho biết họ đã quay trở lại trại này để ngăn chặn nhóm chiến binh kiểm soát Gaza tập hợp lại. Trong một đợt tổng kết hoạt động ngày hôm qua, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy khoảng 70 mục tiêu khủng bố trên khắp giải Gaza, bao gồm các khu quân sự, kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa và trạm quan sát. Các bác sĩ Palestine cho biết tên lửa của Israel đã tấn công khoa cấp cứu của Bệnh viện Kapman Aswan ở Jabalia, khiến các nhân viên hoảng sợ và vội vàng đưa bệnh nhân vẫn còn nằm trên giường bệnh và cắn ra ngoài. Hossam Abu Safia, giám đốc bệnh viện, cho biết Tên lửa đầu tiên đã bắn trúng lối vào của khoa cấp cứu, chúng tôi cố gắng đi vào. Sau đó tên lửa thứ hai bắn trúng và quả thứ ba bắn trúng tòa nhà gần đó. Chúng tôi không thể quay lại bên trong với các bệnh nhân. Người dân và nhân viên y tế cho biết xe tăng Israel đang bao vây một bệnh viện khác của Jabalia, viện al ada Nhóm vũ trang Houthi hôm 21 tháng 5 tuyên bố đã sử dụng tên lửa bắn hạ máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở tỉnh al Bayda, Yemen. Trong đoạn video được Houthi đăng tải trên mạng xã hội ít có thể thấy lực lượng phòng không Houthi đã sử dụng thiết bị nhìn đêm hiện đại để theo dõi hướng bay của chiếc UAV MQ-9 trên bầu trời tỉnh al Bayda. Sau đó, một tên lửa phòng không được khai hỏa từ mặt đất hướng thẳng về phía khí tài trinh sát Mỹ. Vụ nổ do tên lửa phòng không gây ra bên dưới chiếc MQ-9 lập tức khiến UAV này phát nổ và vỡ tan thành nhiều mảnh. Thiết bị nhìn đêm của Houthi sau đó tiếp tục theo dõi các mảnh vỡ UAV rơi rất nhanh xuống đất. Hãng tin Reuters nhận định đây là chiếc MQ-9 thứ hai bị Houthi bắn hạ trong chưa tới một tuần từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra. Đây là UAV MQ-9 thứ năm bị bắn rơi ở Yemen. Theo thông tin từ trang AFP, MQ-9 Reaper là UAV được hãng General Atomics chế tạo với mục đích cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ cho các cuộc không kích cũng như thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Một quy chính dài 11m sải cánh rộng 20,1m, cao 3,8m, trong lượng cất cánh tối đa của một quy chính có thể lên tới 5,3 tấn. Ngày 21 tháng 5, Brazil đã tạm dừng áp dụng thuế nhập khẩu đối với 3 loại gạo sau những trận lũ lục kinh hoàng ở bang Rio Grande do Sul, khu vực sản xuất gạo hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ này. Nhiều cánh đồng lúa ở khu vực này nơi sản xuất tới 70% sản lượng gạo của Brazil đã bị nước nhấn chìm trong 3 tuần qua do những trận lũ lụt. Chính quyền Tổng thống Luis Ignacio Lula da Silva cho biết việc miễn thuế có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 tới, nhằm đảm bảo người tiêu dùng không phải đối mặt với tình trạng giá mặt hàng đơn thực thiết yếu này tăng vọt. Trong một thông báo, Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Thương mại Renato Admin cho hay, với việc giảm thuế xuống mức 0%, Brazil có thể tránh được tình trạng thiếu hụt và giá cả leo thang do nguồn cung giảm. Trước đây chỉ các quốc gia thành viên khối thương mại Mercosur, trong đó có Argentina, Paraguay, Uruguay mới được miễn thuế khi bán gạo cho Brazil. Tuy nhiên, trang tin G1 ngày 20 tháng 5 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Carlos Favaro cho biết các nhà sản xuất trong Mercosur đã tìm cách tăng giá gạo bán cho Brazil tới 30% sau những trận lũ lụt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế trên kênh YouTube Bảo Lao Động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.